nhà thì trên tay Yến là cầm nụ tầm xuân ha. Thì hôm nay Yến cắm hoa để bàn, sẵn dịp chia sẻ mọi người cách mình cắm hoa để bàn để ngày Tết luôn ha. Thì nguyên liệu của Yến là Yến sẽ sử dụng là nụ cầm xuân nè, hoa lan màu vàng nè, hoa ly nè, và thêm hoa hồng nữa ha. Rồi Yến sử dụng một số cây nhà lá vườn, cái này là bông cao kiển, rồi lá lan với lại lá chào bà đó, và lá này lá của cây si á, lá cây si đó, còn lá này là lá của cây xanh đó, để cắm ha. Rồi ok, thì đầu tiên là Yến chuẩn bị một cái cục xốp. Một là cả nhà để cục xốp y nguyên nhầy, mình để thêm một cái dĩa phía dưới. Hai là mình có thể gọi là bịch bao ni lông như thế này rồi mình dán băng keo lại ha. Ok, thì Yến đã có một cái cục xốp chuẩn bị sẵn rồi. Thì bây giờ Yến sẽ cắm nha. Thì đầu tiên thì Yến sẽ cắm lá chào bà trước. Hoa lan ha. Bạn đệm thêm một số bông cao kiển vô.
Rồi, phần bên đây ha thì Yến sẽ cắm hoa hồng với lại là cái nụ tầm xuân ha. Thì đầu tiên là Yến sẽ cắm hoa hồng trước. Mình sẽ đo chiều dài bên đây ha, sao cho nó vừa bên đây ha.
rồi thì sau khi mà Yến đã che khuyết điểm bằng những cái lá xanh này ha, và những cái bông cao kiển này đó, thì mình đã có một cái bình hoa để bàn vào ngày Tết ha, kết hợp giữa nụ tầm xuân nè, hoa hồng nè, hoa ly và hoa lan ha. Thì bây giờ Yến sẽ đặt lên trên bàn của nhà Yến để cho mọi người cùng tham khảo nha. Rồi thì Yến đã đặt lên cái bàn của Yến rồi ha. Thì một là cả nhà có thể gọi là đặt ngang như thế này nếu mà cái bàn mình có diện tích như thế này, hai là mình sẽ đặt dọc lại ha. Đó thì tùy cả nhà sẽ trang trí cho cái bình hoa để bàn này ha. Thì chúc cả nhà sẽ thành công với lại cái bình hoa để bàn ngày Tết, hoặc là để bàn cho những cái sự kiện hội nghị của gia đình của mình ha. Thì nếu cả nhà thích đó, thì nhớ nhấn like nha và comment để mà gọi đóng góp ý kiến thêm cho Yến, và đừng quên là ủng hộ Yến bằng cách là nhấn theo dõi kênh, nhấn nút subscribe ha để ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.